Chào mừng tất cả các em đã đến với tiết học ngày hôm nay. Hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục phần tiếp theo của chủ đề nuôi dưỡng, chăm sóc và phòng trị bệnh cho vật nuôi. Để chăn nuôi đạt hiệu quả kinh tế cao, chúng ta phải nắm được những cái đặc điểm, đặc thù của mỗi loài vật nuôi để có những biện pháp kỹ thuật chăm sóc, nuôi dưỡng phù hợp. Và chúng ta phải hiểu được như thế nào là bệnh và những nguyên nhân sinh ra bệnh. Từ đó, nắm vững những biện pháp chủ yếu để phòng trị bệnh cho vật nuôi. Trong chủ đề ngày hôm nay, chúng ta sẽ tìm hiểu hai vấn đề. Một là nuôi dưỡng, chăm sóc. Hai là phòng trị bệnh cho vật nuôi. Trước hết, chúng ta sẽ tìm hiểu vấn đề đầu tiên là nuôi dưỡng và chăm sóc. Ở vấn đề nuôi dưỡng và chăm sóc vật nuôi, thì cô và các em sẽ cùng tìm hiểu qua hai nội dung là chăn nuôi vật nuôi non và chăn nuôi vật nuôi cái sinh sản. Đầu tiên, cô và các em sẽ tìm hiểu ở chăn nuôi vật nuôi non. Vậy, vật nuôi non có đặc điểm phát triển như thế nào? Chúng ta tìm hiểu ở phần 1 nhỏ, một số đặc điểm của sự phát triển cơ thể vật nuôi non. Ở đây, cô có hai bức ảnh, các em hãy cùng cô quan sát nhé. Một đàn gà con và một đàn lợn. Chúng có đặc điểm phát triển cơ thể là 1. Sự điều tiết thân nhiệt chưa hoàn chỉnh. 2. Là chức năng của hệ tiêu hóa chưa hoàn chỉnh. Và 3. Chức năng miễn dịch của chúng là chưa tốt. Vậy, vì sao vật nuôi non lại có những cái đặc điểm này? Đối với vật nuôi non, cơ quan điều tiết thân nhiệt chưa hoàn chỉnh dẫn tới tình trạng thân nhiệt của vật nuôi non là chưa ổn định. Cô lấy một ví dụ, ở lợn con, khả năng điều tiết thân nhiệt kém vì một số nguyên nhân sau. Lớp mỡ dưới da lợn con là còn rất là mỏng, lượng mỡ và glycogen dự trữ còn rất là ít, nên là khả năng cung cấp năng lượng bị hạn chế. Hệ thần kinh của lợn con thì điều khiển cân bằng nhiệt chưa hoàn chỉnh. Và diện tích bề mặt cơ thể của lợn con so với khối lượng thì cũng chênh lệch tương đối là cao, nên cơ thể bị mất nhiệt nhiều khi mà bị lạnh. Đối với cơ quan tiêu hóa của vật nuôi non cũng phát triển nhanh nhưng chưa hoàn thiện về chức năng. Ví dụ, lợn con ở 3 tuần đầu tiên sau khi sinh, một số enzyme tiêu hóa chưa có hoạt tính mạnh do thiếu axit HCL ở dạng tự do, nên là bestrogen không có hoạt động. Sau 25 ngày tuổi, trong dịch vị lợn con mới có axit HCL ở dạng tự do và nó hoạt hóa bestrogen trở thành enzyme pepsin hoạt động nên mới có khả năng là tiêu hóa được protein của thức ăn. Ở vật nuôi non thì các cơ quan đảm nhận chức năng miễn dịch bảo vệ cơ thể của chúng cũng chưa hoàn thiện. Ví dụ, trong máu lợn mới sinh hầu như chưa có kháng thể, lượng globulin trong máu chỉ cao là 1,3%, nhưng sau khi bú sữa đầu 24 giờ thì lượng globulin đã tăng lên là 20,3% trong máu. Qua những cái ví dụ cô vừa nêu, chúng ta có thể chốt lại được đặc điểm phát triển cơ thể của vật nuôi non. Đặc điểm phát triển cơ thể của vật nuôi non gồm có 3 đặc điểm sau. Sự điều tiết thân nhiệt chưa hoàn chỉnh, chức năng của hệ tiêu hóa chưa hoàn chỉnh và chức năng của hệ miễn dịch thì chưa tốt. Từ những cái đặc điểm cô và các em vừa tìm hiểu, vậy để nuôi dưỡng và chăm sóc vật nuôi non như thế nào, chúng ta có được một đàn vật nuôi non chất lượng thì chúng ta qua phần tiếp theo, phần 2 nhỏ, nuôi dưỡng và chăm sóc vật nuôi non. Dưới đây cô có những cái biện pháp nuôi dưỡng và chăm sóc vật nuôi non và cô cũng đã sắp xếp cái sự quan trọng của các cái biện pháp theo lứa tuổi từ lúc sinh ra đến lúc lớn dần lên. Đầu tiên là để có được vật nuôi non tốt thì chúng ta phải nuôi được mẹ tốt để đảm bảo có cái nguồn sữa chất lượng tốt cho cái đàn con của chúng ta sau khi mà nó được sinh ra. Việc thứ hai là giữ ấm cho cơ thể vật nuôi non. Như cô đã giải thích ở phần 1, vật nuôi non có sự điều tiết thân nhiệt chưa có hoàn chỉnh, nên khi vừa được sinh ra chúng ta cần phải giữ ấm cho cơ thể của vật nuôi non.
Để tránh cái tình trạng bị sốc nhiệt do nhiệt độ ở bên ngoài môi trường thường thấp hơn so với lại nhiệt độ trên bên trong bào thai. Việc tiếp theo chúng ta cần phải làm đó là cho bú sữa đầu. Vì sữa đầu là nguồn dinh dưỡng đầy đủ nhất và nó có nhiều kháng thể nhất cho vật nuôi non. Việc thứ tư chúng ta cần phải làm cho vật nuôi non đó là cho ăn sớm và với các loại thức ăn có đủ chất dinh dưỡng để bổ sung cái sự thiếu hụt chất dinh dưỡng có trong sữa mẹ. Tiếp theo, chúng ta sẽ cho vật nuôi non vận động và tiếp xúc nhiều với ánh nắng, đặc biệt là ánh nắng buổi sớm. Cho vật nuôi vận động sẽ giúp cho quá trình phát triển cơ thể được tốt hơn. Và cái việc khi mà chúng ta cho tiếp xúc với ánh nắng buổi sớm sẽ giúp cho vật nuôi non được bổ sung vitamin D tự nhiên. Đây là một nguồn vitamin giúp cho sự phát triển hệ xương vững chắc của vật nuôi non. Cuối cùng, chúng ta giữ vệ sinh và phòng bệnh cho vật nuôi non. Giữ vệ sinh và phòng bệnh cho vật nuôi non là cái khâu rất là quan trọng vì hệ miễn dịch của vật nuôi non chưa có hoạt động tốt. Và trên đây là 6 cái kỹ thuật quan trọng trong cái việc nuôi dưỡng và chăm sóc vật nuôi non. Vậy là cô và các em vừa tìm hiểu xong về chăn nuôi vật nuôi non. Vậy chăn nuôi vật nuôi cái sinh sản nó sẽ khác gì so với việc là chúng ta chăn nuôi vật nuôi non? Chúng ta sẽ tìm hiểu ở phần tiếp theo nhé. Vậy là cô và các em vừa tìm hiểu xong về chăn nuôi vật nuôi non. Vậy chăn nuôi vật nuôi cái sinh sản nó sẽ như thế nào? Chúng ta qua phần tiếp theo. Ba la mã, chăn nuôi vật nuôi cái sinh sản. Có hai giai đoạn quyết định đến chất lượng sinh sản, đó là giai đoạn vật nuôi mang thai và giai đoạn nuôi con. Chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về nhu cầu dinh dưỡng của từng giai đoạn này. Các em hãy quan sát cái sơ đồ sau. Đây là sơ đồ thể hiện nhu cầu dinh dưỡng của vật nuôi cái sinh sản. Giai đoạn mang thai, nhu cầu dinh dưỡng của nó cần để bổ sung cho việc nuôi thai, nuôi cơ thể mẹ và tăng trưởng, chuẩn bị cho tiết sữa sau đẻ. Giai đoạn mang thai thì cần bổ sung dinh dưỡng để tạo sữa nuôi con, nuôi cơ thể mẹ, hồi phục cơ thể sau đẻ và chuẩn bị sau kỳ sinh sản. Đây là nhu cầu dinh dưỡng của vật nuôi cái sinh sản. Vậy, theo các em, mức độ ưu tiên dinh dưỡng của từng giai đoạn từ cao xuống thấp là như thế nào? Ở đây các em có thể thấy, ở giai đoạn mang thai, việc cung cấp dinh dưỡng quan trọng nhất đó chính là cho việc nuôi thai. Tiếp theo là nuôi cơ thể mẹ và tăng trưởng. Và cuối cùng là giai đoạn cho tiết sữa sau khi đẻ. Còn đối với giai đoạn nuôi con thì nhu cầu dinh dưỡng quan trọng nhất đó là tạo sữa cho nuôi con. Tiếp theo là nuôi cơ thể mẹ và cuối cùng là hồi phục cơ thể sau khi đẻ và chuẩn bị cho kỳ sinh sản sau. Từ những nhu cầu dinh dưỡng của vật nuôi cái sinh sản thì chúng ta có thể nêu ra được những cái biện pháp nuôi dưỡng và chăm sóc vật nuôi. Về vấn đề nuôi dưỡng thì chúng ta phải cung cấp đầy đủ các chất dinh dưỡng cho từng giai đoạn, nhất là protein, chất khoáng và vitamin. Về vấn đề chăm sóc thì chúng ta phải chú ý chế độ vận động, tắm chải hợp lý, nhất là ở cuối cái giai đoạn mang thai, theo dõi và chăm sóc kịp thời khi vật nuôi đẻ để đảm bảo được cái mà chúng ta sẽ bảo vệ được đàn con vật nuôi sau khi sơ sinh. Chúng ta đã tìm hiểu xong về nuôi dưỡng và chăm sóc vật nuôi. Vậy chúng ta phải phòng trị bệnh vật nuôi như thế nào? Chúng ta qua phần tiếp theo nhé. Phòng và trị bệnh cho vật nuôi.
cô và các em vừa tìm hiểu xong về nuôi dưỡng và chăm sóc vật nuôi. Vậy chúng ta phải phòng và trị bệnh cho vật nuôi như thế nào? Và chúng ta qua phần tiếp theo, phòng trị bệnh cho vật nuôi. Đầu tiên, chúng ta phải hiểu thế nào là bệnh. Khi chúng ta hiểu được thế nào là bệnh thì chúng ta mới có được những cái biện pháp, cách phòng và trị bệnh cho vật nuôi. Các em hãy quan sát hình và cho cô biết, ở đây hình hai hai con heo này thì con heo nào bị bệnh và con heo nào không và tại sao? Đây các em có thể thấy con heo đầu tiên lông xù, ốm, da của nó thì rất là xấu, nhìn rất là mệt mỏi. Con heo thứ hai thì cái gì? Nhìn rất là đẹp, lông mướt, mập mạp. Vậy thì chúng ta có thể kết luận con heo đầu tiên là con heo bệnh và con heo thứ hai là con heo khỏe. Những cái con vật nuôi bị bệnh thì nó sẽ có những cái đặc điểm như thế nào? Thường thì chúng sẽ bỏ ăn, nằm im, hoang loạn, mệt mỏi, lông sẽ xù lên. Từ những cái ví dụ và những cái đặc điểm trên thì chúng ta có thể rút ra được. Vậy bệnh là gì? Bệnh là sự rối loạn của các chức năng sinh lý trong cơ thể do tác động của các yếu tố gây bệnh. Ở đây cô có một số hình ảnh của một số vật nuôi bị bệnh. Các em hãy quan sát nhé. Hình đầu tiên là hình một con bò, miệng của nó đang bị chảy dãi. Hình tiếp theo là hình một con gà, miệng của nó cũng có một cái nước dãi đang bị chảy ra. Hình tiếp theo là một đàn lợn nằm rất là mệt mỏi. Và hình cuối cùng là hình một con lợn, da thì xấu xí, nằm ở một góc, cơ thể thì nhìn rất là mệt mỏi. Đây là những cái biểu hiện nhìn ở bên ngoài chúng ta có thể thấy được vật nuôi nó đang bị bệnh. Vậy nếu như chúng ta không chữa trị kịp thời thì vật nuôi nó sẽ như thế nào? Khi mà chúng ta đã phát hiện bệnh mà không chữa trị kịp thời thì dẫn tới tình trạng vật nuôi sẽ gầy yếu, sụt cân hoặc có thể chết nếu không có chữa trị kịp thời. Vật nuôi bị bệnh thì ảnh hưởng như thế nào trong chăn nuôi? Vật nuôi bị bệnh sẽ làm hạn chế khả năng thích nghi, làm giảm khả năng sản xuất và giá trị kinh tế của vật nuôi cũng sẽ giảm sút. Sau đây cô có những cái hình ảnh về những cái động vật nuôi bị bệnh, các em cùng theo dõi nhé. Hình ảnh đầu tiên là thịt heo bị bệnh. Các em có thể thấy là ở trong cái khoanh tròn này, khi mà thịt heo bị bệnh thì nó có những cái nốt sần như thế này. Tiếp theo là một đàn heo bị bệnh. Và những cái con heo này thì nó nằm khắp trong cái chuồng, mệt mỏi, chán ăn. Và đây là hình ảnh một cái đường ruột của động vật nuôi bị ký sinh trùng bởi những cái con giun. Và đây là hình ảnh phổi của cái một cái động vật nuôi bị xuất huyết. Các em có thể thấy là có những cái đám xuất huyết ở các cái khu vực khớp của cái phổi. Vật nuôi bị bệnh như thế này nó ảnh hưởng rất là lớn đến sự sống, sự phát triển. Và chúng ta, những người chăn nuôi cũng khó mà thu được cái giá trị từ những cái vật nuôi bị bệnh như thế này.
hiểu và phân tích thì chúng ta có thể tổng hợp. Vật nuôi bị bệnh khi có sự rối loạn các chức năng sinh lý trong cơ thể do tác động của các yếu tố gây bệnh. Cô và các em đã tìm hiểu xong khái niệm về bệnh. Vậy, đâu là nguyên nhân sinh ra bệnh? Các em hãy quan sát cái sơ đồ sau. Và hãy cho cô biết có mấy nguyên nhân sinh ra bệnh. Thì như các em thấy, ở đây chúng ta có hai cái nguyên nhân sinh ra bệnh. Nguyên nhân bên trong và nguyên nhân bên ngoài. Đầu tiên là các cái nguyên nhân bên trong, tức là những cái yếu tố di truyền. Yếu tố di truyền là những cái bệnh phát sinh do cơ thể di truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác qua các cái tế bào sinh dục mang gen bệnh. Cô lấy ví dụ như là bệnh dị tật bẩm sinh hay là bệnh bạch tạng. Bệnh bạch tạng là một cái chủng dị dạng bẩm sinh do sự đột biến gen lặn. Bệnh bạch tạng có đặc điểm là cơ thể hoàn toàn không có sắc tố bình thường. Ở vật nuôi có cái biểu hiện lông và lông tơ đều có màu trắng, mỏng chân, sừng và các cái niêm mạc thì có màu hồng, mắt thì có vẻ như là màu đỏ vì màng của móng mắt không có các sắc tố làm cho các cái ánh sáng tràn vào mắt và rồi phản ánh lên mắt có cái màu rất đậm. Chứng bạch tạng thì có ở tất cả các cái loài động vật có xương sống ở nước ta. Còn đối với yếu tố bên ngoài, các em có thể thấy là có rất là nhiều yếu tố bên ngoài tác động đến là làm cho vật nuôi bị bệnh, như là các cái môi trường bên ngoài tác động trực tiếp hoặc là nó tác động gián tiếp đến cái bản thân của vật nuôi, như là cơ học là hay còn gọi là những cái chấn thương, lý học hay là nhiệt độ cao, nhiệt độ thấp ảnh hưởng tới cái cơ thể vật nuôi, hóa học như là ngộ độc các cái chất độc hóa học, sinh học như là các cái ký sinh trùng hay là vi sinh vật như là virus, vi khuẩn, vân vân. Sau đây các em hãy quan sát một số hình ảnh của các động vật nuôi bị bệnh. Đầu tiên là bệnh do di truyền. Đây là hình ảnh của một vật nuôi bị bệnh bạch tạng. Em có thể quan sát toàn thân của cái con vật này thì đều có cái màu trắng. Tiếp theo là hình ảnh vật nuôi bị tác động bởi các yếu tố bên ngoài. Đây là hình ảnh một con vật bị tai nạn dẫn đến sự chấn thương đến sai cái khớp chân sau. Đây là tác động cơ học. Tiếp theo là các em hãy quan sát hình ảnh một người dân đang lấy rơm rạ để tủ lên một cái xác của một con động vật đang bị chết. Có thể thấy đây là thời tiết rất là lạnh, giá rét nên là làm cho gia súc lớn có thể bị chết. Đây là tác động gì nào? Đây là tác động do nhiệt độ, nó là lý học. Tiếp theo đây là hình ảnh những con heo bị chết. Chúng chết là do ngộ độc thức ăn. Vậy cái này là do tác động hóa học. Và đây các em hãy quan sát hình ảnh ruột của vật nuôi, nó bị ký sinh trùng. Đây những con sán, những con giun ký sinh trong cái phần ruột của vật nuôi. Các em hãy quan sát hình ảnh một cái con vật, cái miệng của nó thì nó bị có những cái bọng bọt nước như thế này. Đây là hình ảnh của một cái vật nuôi bị lở mồm long móng. Theo đây là do virus gây ra. Và đây các em có thể thấy đây là một đàn gà. Có những con gà đang là nằm la liệt. Chúng đang bị nhiễm bệnh.
Đây là hình ảnh mà buồng trứng của chúng là bị sung huyết. Và đây là hình ảnh những con gà bị bệnh thương hàn do vi khuẩn gây ra. Các em có thể thấy là những con gà này thì cánh thì bị xẻ, lông xù, yếu ớt. Đây là một con gà bị chết. Khi nó chết đi thì lông của nó hầu như cũng đã rụng rất là nhiều. Vậy bệnh ở vật nuôi, những cái bệnh nào thì truyền nhiễm và những cái bệnh nào không truyền nhiễm? Em hãy phân biệt chúng. Ở đây cô có một cái bảng phân biệt bệnh truyền nhiễm và bệnh không truyền nhiễm. Bệnh truyền nhiễm là bệnh do vi sinh vật gây ra, lây lan thành dịch, gây tổn thất lớn, làm chết nhiều vật nuôi. Bệnh thông thường hay còn gọi là bệnh không truyền nhiễm thì không phải do vi sinh vật gây ra, không lây lan nhanh, không thành dịch, không làm chết nhiều vật nuôi. Từ những phần chúng ta đã tìm hiểu, các em có thể kết luận nguyên nhân sinh ra bệnh gồm có yếu tố bên trong, tức là yếu tố di truyền, ví dụ như là bệnh bạch tạng, rắn hai đầu. Yếu tố bên ngoài, tức là môi trường sống của vật nuôi, cơ học hay còn gọi là chấn thương, ví dụ như là giẫm phải đinh, gãy xương, lý học, nhiệt độ cao, hóa học, ngộ độc thức ăn, nước uống. Sinh học thì gồm có bệnh truyền nhiễm và bệnh không truyền nhiễm. Bệnh truyền nhiễm là do virus, vi khuẩn gây ra, lây lan thành dịch và làm chết nhiều vật nuôi. Bệnh không truyền nhiễm là do vật ký sinh như là giun, sán gây ra, bệnh không lây lan thành dịch, không làm chết nhiều vật nuôi. Vậy chúng ta phải phòng trị bệnh cho vật nuôi như thế nào? Cô và các em qua phần 3 La Mã, phòng trị bệnh cho vật nuôi. Các em hãy đọc và đánh dấu X vào những cái biện pháp đúng và cần làm nhằm phòng trị bệnh cho vật nuôi. Ở đây có tổng cộng là 7 việc làm. 1. Chăm sóc chu đáo từng loại vật nuôi. 2. Tiêm phòng đầy đủ các loại vaccine. 3. Bán hoặc là mổ thì vật nuôi ốm. 4. Cho vật nuôi ăn đầy đủ các chất dinh dưỡng. 5. Vệ sinh môi trường sạch sẽ. 6. Báo ngay cho cán bộ thú y đến khám và điều trị khi có triệu chứng bệnh, dịch bệnh ở vật nuôi. 7. Là cách ly vật nuôi bị bệnh với vật nuôi khỏe. Vậy theo các em, trong 7 cái biện pháp trên, đâu là những cái biện pháp phòng và trị bệnh cho vật nuôi? Các em cùng quan sát nhé. 1. Đây là một biện pháp đầu tiên, chăm sóc chu đáo từng loại vật nuôi để cho vật nuôi nó luôn khỏe. 2. Tiêm phòng đầy đủ các loại vaccine để vật nuôi nó có sức đề kháng chống lại với lại sự xâm nhập của bệnh. 3. Cho vật nuôi ăn đầy đủ các chất dinh dưỡng để cho vật nuôi sinh trưởng, phát triển tốt nhất. 4. Vệ sinh môi trường sạch sẽ để tránh sự phát triển của các cái mầm bệnh. 5. Báo ngay cho cán bộ thú y đến khám và điều trị khi có triệu chứng bệnh, dịch bệnh ở vật nuôi để tránh cái sự lây lan và dập bệnh một cách nhanh chóng và triệt để nhất. Và 6. Là cách ly vật nuôi bị bệnh với vật nuôi khỏe để tránh lây lan mầm bệnh cho các cái vật nuôi khỏe. Tuyệt đối thì chúng ta không được bán hoặc là mổ thịt vật nuôi ốm để tránh sự lây lan dịch bệnh và cũng như là gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe của người tiêu dùng. Vậy bệnh ở vật nuôi, những cái bệnh nào thì truyền nhiễm và những cái bệnh nào không truyền nhiễm? Em hãy phân biệt chúng. Vậy là chúng ta có thể là tổng hợp lại những cái biện pháp đúng cần làm nhằm phòng trị bệnh cho vật nuôi. 1. Là chăm sóc chu đáo từng loại vật nuôi.
2 là tiêm phòng đầy đủ các loại vaccine. 3 là cho vật nuôi ăn đầy đủ các chất dinh dưỡng. 4 là vệ sinh môi trường sạch sẽ. 5 là khi có dấu hiệu bệnh thì báo ngay với cán bộ thú y. Sau đây các em hãy quan sát một số hình ảnh thể hiện cho các cái biện pháp phòng bệnh cho vật nuôi. Đó là đầu tiên là chúng ta phải chăm sóc chu đáo cho từng loại vật nuôi. Ở cái hình đầu tiên các em có thể thấy là có một cái bóng đèn trong cho vật nuôi nuôi con, một đàn gà con. Các em có thể thấy trong bóng đèn như thế này giúp cho cái việc là giữ ấm cho đàn vật nuôi non. Hình bên này là hình người dân đang đắp chăn cho một con trâu, sẽ giúp giữ nhiệt cho cơ thể của trâu trong cái mùa giá rét. Và đây là hình ảnh tiêm phòng vaccine cho gà và lợn. Cho vật nuôi ăn đầy đủ các chất dinh dưỡng. Và đây là hình ảnh làm vệ sinh môi trường sạch sẽ cho các cái vật nuôi. Vậy muốn phòng trị bệnh cho vật nuôi thì chúng ta phải làm gì? Muốn phòng bệnh cho vật nuôi thì phải thực hiện đầy đủ các biện pháp nuôi dưỡng và chăm sóc vật nuôi. Sau khi tìm hiểu phần kiến thức, chúng ta sẽ chuyển qua phần bài tập nhé các em. Cô có một bài tập nhỏ, các em hãy hoàn thành cùng với cô nhé. Em hãy hoàn thành bài tập sau, điền A, B, C, vân vân vào phần tiếp các cái loại bệnh 1, 2, 3 cho đúng. Ở đây cô có 3 loại bệnh: bệnh truyền nhiễm, bệnh thông thường và bệnh di truyền gen. Ở phía dưới là các cái loại bệnh: A, bệnh tụ huyết trùng ở lợn; B, bệnh sán lá gan ở bò; C, bệnh rận ở chó; D, bệnh đóng dấu ở lợn; E, bệnh dịch tả ở lợn; G, bệnh bạch tạng; H, bệnh thiếu một chân bẩm sinh ở gia súc; I, bệnh gãy ở chân gà; K, bệnh dung đũa gà; L, bệnh ngã gãy chân; và M, bệnh Newcastle ở gà. Các em hãy thực hiện đi nào. Và sau đây là đáp án, các em hãy cùng quan sát nhé. Bệnh truyền nhiễm gồm có bệnh tụ huyết trùng ở lợn, bệnh đóng dấu ở lợn, bệnh dịch tả ở lợn và cuối cùng là bệnh Newcastle ở gà. Bệnh thông thường thì gồm có bệnh sán lá gan ở bò, bệnh rận ở chó, bệnh ghẻ ở chân gà, bệnh ngã gãy chân và bệnh dung đũa gà. Bệnh di truyền thì còn là bệnh bạch tạng và bệnh thiếu một chân bẩm sinh ở gia súc. Các em đã làm đúng chưa nào? Hôm nay chúng ta đã tìm hiểu xong về nuôi dưỡng, chăm sóc, phòng trị bệnh cho vật nuôi. Hy vọng các em có thể áp dụng vào thực tế cuộc sống nhé. Bài học hôm nay của chúng ta đến đây là kết thúc. Chúc các em có một ngày mới vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.